Yo, hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với channel của mình, lại là mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Và đây là video nói về Zenless Zone Zero với thời gian chính thức ra mắt. Là chính thức luôn anh em, không phải là thông tin, tin đồn, dự đoán gì đó, đây là cái trang landing của họ. Đây là trang thông báo về thời gian chính thức ra mắt của Zenless Zone Zero vào ngày 4 tháng 7. Ảo tưởng đô thị là cái gì đó nghe nó khá là ảo ma. Ban đầu thì mình đã nhìn thấy cái banner chính thức này của họ rồi, ở trên Facebook, nhưng mà thực sự là nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều nếu như anh em vào cái trang web. Để anh em kéo xuống, anh em sẽ thấy rằng là cái nhân vật ở bên tay phải này nó chiếm trọn cái khoảng không ở bên tay phải luôn. Và khi kéo xuống anh em vẫn thấy vẫn còn nữa. Nó có một cái kích thước rất là to anh em ạ. Mình phải để con chuột ở chỗ khác thôi anh em ạ, bảo là con chuột này hư quá. Nó có một cái kích thước rất là to so với những cái nhân vật khác và gây ấn tượng rất là cao với cái góc quay rất đặc biệt. Chúng ta thấy rằng là trông cô ấy không khác gì rồng lát lan cả, ok. Nhưng mà nhìn cái góc quay này thì thực sự là những cái khuôn mặt nó không được tự nhiên cho lắm. Nó không giống với nhân vật mà mình đã từng rất thích trong Zenless Zone Zero anh em ạ. Ok, góc quay có độc đáo anh em ạ. Khi kéo xuống một chút thì mình thấy cái trang đăng ký trước và các cái mốc đăng ký trước. Thì ở đây họ đăng ghi là có tới 35 triệu người đăng ký trước. Đó là một con số rất là lớn đấy anh em. Gần đây thì như anh em cũng biết, đó là Wuthering Way có một lượng đăng ký trước rất là cao. Và khi phát hành thì cũng tạo ra được tiếng vang lớn. Vậy thì với cái con số 35 triệu và thậm chí là có thể cao hơn nữa vì có một cái mốc nữa là 40 triệu lượt đăng ký như thế này, thì khi phát hành Zenless Zone Zero thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ là một cái gì đó. Ok anh em, về cái số phần thưởng này thì có cái nút hỏi chấm ở đây, mình bấm vào thì nó hiện ra là các cái mốc và cái phần thưởng tương ứng. Ở bên dưới có thêm một số giải thích nữa, họ ghi rằng là người kết nối đăng ký trước Zenless Zone Zero thành công trên trang web chính thức sẽ mở khóa phần thưởng mốc đăng ký trước toàn cầu. Phần thưởng mở khóa ở trên sẽ được gửi qua hòm thư trong game trong thời gian game chính thức ra mắt. Dữ liệu thống kê số người đăng ký trước trên toàn cầu sẽ có độ trễ nhất định. Nó sẽ thay đổi khi anh em vào đây. Về cơ bản thì mình thấy cái phần băng gốc này khá là nhiều. Đến 40 triệu thì sẽ được khoảng tầm 20 roll. Roll này theo mình nhớ không nhầm thì là roll trong banner thường thì phải. Và một nhân vật 4 sao. Và một vài cái phần nguyên liệu khác. Nói chung là nó cũng tương tự với một số cái đăng ký trước của một vài tựa game khác. Và đây chắc chắn không phải là cái phần tất cả phần quà mà người chơi nhận được khi mà tham gia cái trò chơi này ở những ngày đầu tiên. Bởi vì như với anh em thấy với Wuthering Way thì cũng sẽ có thêm những phần quà khác từ bảo trì rồi những cái phần thưởng bất ngờ để lôi kéo người chơi. Cho nên là cái phần quà nó sẽ còn nhiều hơn. Ở bên dưới chúng ta sẽ có cái phần tham gia sự kiện nhận thưởng. Về cơ bản thì nó là cái phần sự kiện web trước khi một tựa game ra mắt. Nó sẽ cho anh em kiểu nhận một vài cái phần quà mà không quá quan trọng để anh em bắt đầu trò chơi. Có thể như là Genshin thì ngày trước là cái gì mình quên mất rồi, thánh di vật đấy anh em. Hay là phôi vũ khí, còn Honkai Soryu thì nó sẽ là cái nón ánh sáng mà bây giờ cũng không mấy người dùng. Wuthering Way thì là một cái phần Echo 5 sao, còn cái này thì nó cũng là một cái phần vũ khí và di vật thôi. Lát nữa mình sẽ quay trở lại chi tiết với nó sau nhé. Bên dưới chúng ta sẽ có cái phần giới thiệu về nhân vật, anh em có thể xem cái phần lồng tiếng rồi video các kiểu ở đây. Nếu anh em muốn tìm hiểu thêm. Phần bên dưới thì sẽ là nút đăng ký ngay. Thì đầu tiên là thử ấn đăng ký ngay xem nào. Mình đăng ký ngay thì nó sẽ báo cho mình là cái thông tin như thế này. Nếu như là mình chưa đăng ký thì chưa đăng nhập ấy, thì chắc là nó sẽ bắt anh em tạo một cái tài khoản. Mà tài khoản HoYoVerse thì anh em đã có khá nhiều rồi đúng không? Nếu anh em chơi những tựa game của nhà phát hành HoYoVerse thì anh em có rất nhiều tài khoản rồi. Không phải tạo lại nữa, chỉ cần đăng nhập vào và ấn đăng ký ngay thì nó sẽ là đăng ký trước rồi. Ok anh em, ngoài ra thì còn có những cái đặt trước ở trên những cái nền tảng khác ở đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với cái phần sự kiện web nhá. Về cơ bản thì cái sự kiện web này nó là cái TV, vẫn là TV nha. Cái trò này nó bị ám ảnh với TV. Nó sẽ bắt anh em lật những cái thẻ này và nếu như anh em lật cái thẻ mà nó có thể nối với nhau và tạo thành một đường thì anh em sẽ nhận được cái vật phẩm đó. Ví dụ như là cái lần lật thẻ này của mình lật được những cái đĩa màu xanh này. Thì nó cho mình nhận cái phần thưởng đó vào trong túi. Sau đó mình bấm vào đến túi thì nó sẽ bảo mình là để cái vật phẩm này sang bên tay trái. Khi để sang đó thì đây là cái thùng. Khi anh em ném đồ sang đây thì khi vào game đến ngày phát hành ấy, thì vào game anh em sẽ nhận được qua thùng thư. Và cái thùng này nó có thể mở rộng được. Và những cái món đồ mà anh em nhận được thì nó sẽ có những cái kích thước khác nhau. Nó sẽ chiếm vị trí khác nhau. Để có thể nhận thêm cơ hội lật thẻ thì đơn giản là như anh em làm những cái phần sự kiện web khác của nhà phát hành này. Anh em chỉ cần vào trong cái phần nhiệm vụ ấy là được. Ngoài ra thì nếu như anh em lật mãi mà không ra được cái vật phẩm ngon nhất thì anh em chơi nhiều lần nó cũng sẽ cho anh em một cái cơ hội để đổi.
Và nói chung là kiểu gì anh em cũng sẽ nhận được thôi. Cái sự kiện web của nhà phát hành Hotovert thì anh em đã quá quen thuộc rồi. Bấm vào cái nút giống như là cái hình menu ở đây, anh em sẽ xem được rất nhiều thứ, từ quy tắc đến các cửa hàng và cả những cái xem phần thưởng nữa. Anh em sẽ biết được rằng là cái nào là cái giá trị cao nhất. Ok anh em, thực sự để nói giá trị cao nhất là trong cái sự kiện web này thôi, chứ về sau vào game thì mấy cái này nó thực sự là những cái đồ vớ vẩn đấy mà. Ok anh em, trên đây là những cái phần thông tin về đăng ký trước cũng như là thời điểm ra mắt chính thức của Zenlist Zero. Về Zenlist Zero thì mình cũng đã trải nghiệm beta đến 2 lần rồi. Cá nhân mình thì thực sự là mình không thích cái vụ TV của trò chơi này. Mình không rõ là đến cái thời điểm mà chính thức xuất hiện thì nó có thay đổi gì không. Nhưng mà từ closed beta trước đó thì có vẻ như là cũng đã có những sự thay đổi không thực sự là quá ấn tượng đối với cái vụ TV này. Chính vì thế thì mình cũng đang rất là quan ngại về cái vụ trải nghiệm trò chơi này ở phiên bản chính thức. Nhưng mà mình nghĩ là biết đâu được đấy, với những cái closed beta họ đã thu thập được nhiều ý kiến và có thể là phiên bản chính thức thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi rất là khác thì sao. Đến thời điểm ra mắt thì chúng ta sẽ đánh giá lại trò chơi này thêm một lần nữa nhé. Khi mình vào trang chủ của Zenlist Zero thì đã thấy có tiếng Việt ở đây. Có thể là nó đã có tiếng Việt từ trước rồi, chỉ là mình không để ý thôi. Thì hôm nay mình thấy có thông tin thông báo ra mắt chính thức thì mình mới vào lại để kiểm tra thôi anh em. Anh em có thể hoàn toàn yên tâm trải nghiệm ngôn ngữ tiếng Việt với trò chơi này. Theo mình thì đó là một cái lợi thế rất là lớn của Zenlist Zero và cũng là thuận lợi cho người chơi khi tham gia trải nghiệm trò chơi ngay từ những bước đầu tiên. Gần đây có nhiều tựa game ra mắt dồn dập. Chúng ta có Wuthering Way chỉ mới ra mắt vài ngày trước. Một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ có Zenlist Zero. Không rõ đây có phải là hai cái trò chơi định cạnh tranh với nhau hay không mà thời điểm ra mắt nó lại dồn dập như vậy. Mình thì mình cho rằng là có những cái điểm tương đồng nhưng mà cũng có những nét rất là khác biệt giữa hai trò chơi này. Với nhiều tựa game như vậy cùng xuất hiện và những tựa game đang có đang chạy từ trước như là Genshin, Honkai Story và cả tựa game khác nữa thì anh em có cảm thấy bội tựa game không? Anh em đang có trải nghiệm như thế nào với các tựa game hiện tại? Anh em có những cái suy nghĩ gì muốn chia sẻ với mọi người về tình hình chơi game gần đây thì hãy để lại bình luận nhé. Với những cái thông tin sớm về đăng ký trước cũng như là thời điểm ra mắt chính thức của Zenlist Zero thì mình sẽ xin phép kết thúc video này đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại bình luận của anh em về những cái phần thông tin trong video này nhé. Ok anh em, chúc anh em một ngày thật vui nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.